một nền tảng cho niềm tin. Suy niệm tin mừng Thánh Gioan chương 20 câu 19 tới 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần sau biến cố tử nạn đau thương, Chúa Giêsu phục sinh bất thần hiện ra giữa các môn đệ đang họp nhau trong phòng kín, khiến các ông ngạc nhiên đến sững sờ. Thấy các môn đệ hoang mang vì tưởng mình là hồn ma hiện về, Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn để chứng thật đây chính là Giêsu có thân xác chứ chẳng phải là hồn ma. Bấy giờ các môn đệ vui mừng khôn xiết vì thầy Giêsu đã thực sự sống lại. Thế nhưng hôm ấy ông Tô-ma vắng mặt nên không thể chứng kiến biến cố trọng đại này. Khi được các môn đệ khác thuật lại cho hay sự kiện đó, Tô-ma tỏ ra ngờ vực và đòi kiểm chứng. Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Gioan chương 20 câu 25. Hôm nay, để vững tin vào biến cố Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta không thể đòi cho được thấy dấu đinh ở tay người hoặc xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn người như ông Tô-ma ngày xưa, vì Chúa Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình giữa chúng ta. Nhưng chúng ta có thể nhận biết Chúa Giêsu đã thật sự sống lại nhờ dựa vào sự kiện các tông đồ của Ngài đã hiến cả mạng sống và đổ máu mình ra mà minh chứng. Nếu Chúa Giêsu chết đi mà không sống lại như lời Ngài đã báo trước, thì các tông đồ sẽ có những phản ứng sau đây. Các ông sẽ ngộ ra rằng thầy Giêsu mà họ đem lòng tin tưởng, yêu mến và ngưỡng mộ bấy lâu nay không phải là con Thiên Chúa như lời Ngài nói, mà chỉ là người phàm lại tự xưng mình là con Thiên Chúa. Như thế, Ngài là một tên lừa bịp, và tất nhiên các ông sẽ oán ghét Ngài, phế bỏ Ngài. Các ông sẽ không bịa chuyện Chúa Giêsu phục sinh rồi đi rao truyền khắp nơi để lừa bịp người khác, vì khi làm như thế, các ông chẳng những chẳng được lợi lộc gì mà còn mất tất cả, kể cả mạng sống mình. Các ông sẽ không điên rồ đến nỗi từ bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con, lại phải chịu đòn vọt, xiềng xích, tù đầy và chịu chết để đi loan truyền một điều láo khoét là Chúa Giêsu sống lại. Trong thực tế, các phản ứng kể trên không hề xảy ra. Trái lại, các tông đồ đã hy sinh tất cả, từ bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con, chấp nhận đòn vọt, tù đầy và chấp nhận chịu chết để tôn vinh Đức Giêsu là Chúa, để loan truyền cho mọi người biết Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết. Chỉ khi tận mắt chứng kiến Đức Giêsu thực sự sống lại thì các tông đồ mới tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa và sẵn sàng vâng lệnh Chúa Giêsu để loan báo cho mọi người nhận biết Ngài là đấng cứu độ muôn dân, cho dù phải hy sinh tất cả,
kể cả mạng sống mình. Vậy, ta có thể quả quyết rằng, sau khi Chúa Giêsu chịu chết và được mai táng trong mồ, sự kiện các tông đồ của Chúa Giêsu tiếp tục từ bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con và nhất là từ bỏ cả mạng sống để làm chứng rằng Đức Giêsu sống lại, thì đó là một lời chứng hoàn toàn đáng tin. Không ai liều chết và đánh mất tất cả chỉ vì một điều bịa đặt bao giờ. Khi người làm chứng dám chịu chết để minh chứng mình nói thật, thì lời chứng của người đó là chân thật. Các tông đồ của Chúa Giêsu đã chấp nhận lãnh lấy án chết để minh chứng rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại. Vậy, sự kiện Đức Giêsu sống lại là hoàn toàn chắc chắn. Lạy Chúa Giêsu, nhờ các tông đồ hy sinh mạng sống để làm chứng Chúa đã phục sinh, nên chúng con mới tin vào Chúa là đấng cứu độ và được trở thành môn đồ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, hy sinh thời gian, công sức, khả năng và trí tuệ của mình để làm cho nhiều người được tin Chúa là đấng đã sống lại và là đấng cứu độ trần gian. Amen.